Hello nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Thì tình hình anh em dọn tiệc thế nào rồi? Còn mình thì vẫn là đam mê mẫu thôi. Sau nhiều trận đi giết người, nhiều lần đi công thành chiến những trận PvP thì mình khá là thiệt thòi khi mà set 1000. Đây, set Blue Eye. Trong khi các nhân vật khác đều là set 1100, set cao nhất hiện tại. Thì hôm nay mình quyết tâm up set em nó lên set 1100 để có thể là mạnh mẽ hơn một chút trong lệnh PvP. Thì để up em nó lên 1100 thì cần những gì? Mình sẽ cùng với anh em update và tìm hiểu xem những nguyên liệu cần thiết để có thể up lên như nào nha anh em. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phải up set của chúng ta lên cộng 11 như này. Cộng 11 và phải là 16 ộp. Và đối với áo quân thì sẽ là 16 defense đối với server của mình. Thì đầu tiên chúng ta phải up nốt cái quân của mình từ cộng 9 đến cộng 11. Hy vọng là hôm nay được em go bình thường. Bắt đầu thôi. Vì đây là server chính và mình cũng chẳng phải muốn là tự nhiên mất đi cái quần level 1000, nên chúng ta sẽ phải bỏ Talisman Chao trong mắt đồ và bỏ thêm 10% lúc. 1 2. Đấy, lên rồi anh em ơi. Mình là nào 2. Quá mất rồi. Đợi mình sẽ phải đợi của mình tung hai lần nha anh em. 1 2. Múc. Ôi xe. Công nhận quay video cho anh em thật là hết anh em ạ. Quay video là cũng up đồ lên cộng 11 thôi. Đây là chính sách đồ cộng 11. Vậy là chúng ta đã đủ 4 món cộng 11 nha nhé. Cộng 11 hết. Đồ mình là chỉ có 7, vậy là 7 star thôi. Nhưng đó cũng là quá đủ rồi. Đồ kiếm khá là khó khăn anh em ạ. Và sau một thời gian dài đằng đẵng, mình tích góp rút là đây, đơn vị tiền tệ trong game. Và mình đã phải mua thêm 4 cục up lên set 1000. Và bộ cục này làm sao để có? Thì rất là đơn giản, anh em có thể đến Everland, đến với NPC mua rút. Chúng ta hãy đến góc phía trên màn hình, gặp nhân vật game và chúng ta sẽ phải mua cục up lên level 1100. Đây, nó sẽ chắc chắn phải nằm ở cuối cùng. Đây, Fit Astor Spirit với là 500 rút. Và mình đã bỏ ra 2k rút đối với server của mình. Và để mình mua 4 cục để có thể up tròn vẹn một set. Thì hôm nay chúng ta sẽ thử xem đối với set 1100 thì mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần so với set 1000. Thì trước tiên chúng ta sẽ phải chụp lại màn hình của lúc chúng ta đang mang set 1000 nha anh em. Đây chính là bảng của mình. Ok, mình vừa chụp lại. Lát nữa sau khi up lên set 1100 chúng ta sẽ so sánh. Ok, bắt đầu thôi. Để xem nó sẽ yêu cầu những gì. Đầu tiên chúng ta sẽ phải có một đồ cộng 11 16 ộp. Đây. Một cái đồ. Đây. Mình sẽ bỏ thêm một món nữa. Đây, chúng ta sẽ cần một món đô cộng 11 là thấp nhất và 16 ộp. Một cái Spirit là cục này với 30 viên B, 30 viên sụt, một viên cao và một viên crash. Bây giờ mình sẽ phải tách ra 30 cao, 30 sụt. Cái việc gom góp cao với sụt cũng là một vấn đề đấy nhé mà. Đây, mình sẽ tách ra. Đối với session 16 thì chúng ta có thể tách nha anh em. Chúng ta có thể tách ngọc ra. Mình sẽ tách cục này ra 20. 20, ok. Đó là 2 món. Và bây giờ mình sẽ tách ra 10 nữa. 2 lần 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây, 1, 2. Và mình sẽ gộp lại. Đây, chúng ta sẽ có 3 cục. 4 cục. 4 cục Black 30. Tiếp tục, chúng ta sẽ tách sụt ra. Chúng ta sẽ tách sụt ra 30 tiếp. 9, 20. Và được 30 cục bên kia. Đây, tiếp tục tách cục thứ hai. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Hai cục, đây là chúng ta đã có hai cục. Mình sẽ bỏ Black ra một bên nhé, cho dễ dàng nhìn thấy. Đây là mình đã có hai ba cục Black 30. Tách tiếp đây ra 10 nữa. 10, ok. Và gộp lại. Như vậy là chúng ta đã có được 4 cục Black 30, 4 cục sụt 30. Bây giờ mình cần tách ra 4 viên chao và 4 viên crash. 1, 2, 3, 4. Ok. Và 4 viên crash. Tách tiếp, crash. Nhầm, mình tích nhầm vào B rồi. Đây, crash. 1, 2, 3 và 4. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau up set lên 1000 để xem sức mạnh của em nó ra làm sao. Chúng ta sẽ up cái tay đầu tiên. 1 cục Spirit. Ok, 30 viên B, 30 viên sụt, 1 viên trao và 1 viên crash.
Tỷ lệ thành công là 100% nha anh em. Để tao nào. Wow. Chúng ta sẽ có được với skill đam sẽ là 12. Mastery của năng lượng sẽ cộng 30, đục của đam sẽ là 18%. Và mastery của sức mạnh phép thuật sẽ được cộng thêm 30. Và với 4 món hiệu ứng thì sẽ tăng crit đam, đam hoàn hảo, phòng thủ, mastery spa. Ui, tăng rất là nhiều thứ luôn. Và có dòng đặc biệt là triple đam 6%. Cực ngon. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với những trang bị khác trên người. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu cây mũ 30B, một viên trao, một viên sụt, một viên crab và một cục spirit. Ok, múc. Đây, mình hy vọng là set này sẽ vẫn là đẹp trai, đừng làm mất vẻ đẹp trai của em nó. Ngoài sức mạnh ra thì mình vẫn thích nhân vật đẹp đẽ một chút, để có thể đi lòe mấy anh em khác. Đây, ộp thì chắc chắn là vẫn tương tự như mấy như hồi này thôi. Cái quần 30, một dao, một crab và một spirit. Tiếp. Ok, vậy là chúng ta đã úp thành công set đồ 1100. Đây là set cộng không của em nó. Nhưng mà cái chân của mình vẫn là chân cộng 13, nhưng mà chỉ là chân 1000 thôi. Mình sẽ phải lấy cái chân cộng 1100 lên. Ui, có hình cánh quạt xoay tại trái tim kia nhé. Để chiếm ngưỡng sức vẻ đẹp của em nó, mình sẽ phải cộng em này lên cộng 9. Ok, như vậy là mình đã vừa úp set Cyber Hut set level 1100 của nhân vật Switcher của mình lên cộng 9. Thì nhìn cũng hơi là cơ bắp anh em ạ, nhưng mà mình cảm thấy set blue đẹp hơn. Và bây giờ để test sức bền của set Cyber Hut, chúng ta hãy thử lên map cao nhất xem sao. Hy vọng là em nó có thể trên được, sẽ là map Ca Dông 1050. Ok, vậy là mình vừa đưa em nó lên map 1050. Và có vẻ em nó trên cũng khá là ngon lành anh em ạ. Và bây giờ chúng ta hãy thử so sánh đam của set 1100 và set 1000 xem nó khác biệt, nó to lớn như thế nào nha anh em. Vừa nãy mình đã có chụp màn hình lại và bây giờ chúng ta sẽ so sánh. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh giữa set 1100 và set 1000 nha anh em. Ở bên trái màn hình của mình sẽ là set 1100 và ở bên phải của mình này đã chụp lại là set 1000. Đầu tiên, crit dam sẽ là không thay đổi giữa 44% và 44%. Excel dam, Excellent Dam bên này chỉ là 40 và bên này cũng là 40 như nhau. Và Double Dam giống nhau. Nhưng Triple Dam của bên set 1100 sẽ là 6%, nhưng mà bên set của 1000 là chỉ có 4%. Đây là đã có một sự khác biệt cực kỳ lớn. Đây, 4%. Death Ray giống nhau. Skill Attack 1092 và 1076 đã có sự khác biệt thứ hai. Và Crit Dam được tăng lên, Excellent Dam tăng lên. Đạp Ray thì giống nhau. Hy vọng video này của mình có thể giúp ích được anh em rất nhiều. Khi mà anh em muốn tìm hiểu xem là muốn up lên set 1100 là sẽ cần những gì và có thực sự là mạnh mẽ hay không, để có thể dành thời nhiều thời gian để đi cày rút hay là dành tiền để có thể up em nó lên. Và mình mong video này sẽ có ích cho anh em. Nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.